À, quý vị các bạn thân mến, giống như tuần trước Coleman đã chia sẻ, mình nghĩ ra một cái ý tưởng là xuất phát từ cái chương trình mình giao cơm tấm 39 Homemade. Mà trước đây, nếu như trước đây mình giao cơm tấm là đều có địa chỉ, thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu một cái series, mình sẽ làm shipper nhưng mà giao hàng không có địa chỉ. Vì sao nó không có địa chỉ? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Coleman theo dõi series này. Giao hàng thì thông thường có địa chỉ, đúng không quý vị và các bạn? Nhưng mà hôm nay Coleman sẽ bắt đầu một cái chương trình giao hàng không địa chỉ. Cái series này cũng đơn giản thôi. Đó là mình sẽ có 3 phần cơm ở trên xe mình, và mình sẽ kiếm 3 khách hàng bất kỳ. Không phải 3 khách hàng mà 3 cái hoàn cảnh bất kỳ để mình giao 3 cái phần cơm này. Và đương nhiên là họ đâu có đặt hàng trước, đúng không quý vị? Đó, cái ý tưởng nó đơn giản như vậy. Họ có thể là những người rất là bình thường luôn. Đây, ví dụ như chị lao công trước mặt mình đây. Chào em. Em có đặt cơm không vậy? Không biết, có người, có một người đặt cơm giùm cho em nè. Có cái anh gì, anh tên gì, cổ lỗ màn gì đó, anh nói là đặt cơm gửi tặng cho em á nha, em ăn cơm trưa nha. Rồi vậy thôi đó. Ừ, anh chỉ nhiệm vụ đi giao thôi. Thôi thôi em cầm đi. Có một cái một cái người khách nói có một anh đi làm công nhân vệ sinh. Năm nay em nhiêu tuổi vậy? Hả? Ok rồi. Khoan, ảnh còn gửi em thêm này nữa nè. Anh này anh tên là Cổ Lỗ Màng vậy đó, cái tên khó nhớ lắm. Rồi, em ăn cơm ngon nha. Ừ, rồi. Rồi, mình đã hoàn thành xong địa chỉ giao hàng thứ nhất. Và chắc quý vị và bạn cũng thấy là ha, anh bạn làm công nhân vệ sinh còn rất là trẻ. Và ảnh vui lắm, anh không biết là ai luôn, rất là dễ thương. Đó, mình nghĩ rằng là những cái món quà như vậy, nó thật sự nó cũng mang đến những niềm vui bất ngờ. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại mình đang bắt đầu rẽ vào cung đường Lý Tự Trọng. Đây sẽ là người kế tiếp mà nhận cái phần quà này của Coleman ơi. Của anh Cổ Lỗ Màng đây chứ, quên. Cổ Lỗ Màng. Mình là đi làm những cái series này riết rồi, cho nên là bén lắm, mình nhìn nhanh lắm luôn á. Mình thấy có một chú ngồi về đường mà chú đang ăn cơm rồi. Mình tính dừng lại nhưng mà chú đang ăn cơm rồi cho nên thôi mình đi tiếp. Đây, phía trước mặt nha, phía trước mặt đang có một chị nha, tụi em chạy xa qua luôn nha. Phía trước mặt ngay chỗ trạm xe buýt á, mọi người chạy xa thì xa đây. Ok. Dạ cô ơi, cô có đặt cơm không vậy? Cô có đặt cơm không? Ủa, có một anh tên là Cổ Lỗ Màng vậy đó. Anh nói gửi tới cô một cái phần cơm trưa. Trời, cô năm nay nhiêu tuổi cô? 64 hả? Cô quê đâu? Cô đi bán này hả? Cô miền Trung hả? Dạ, cô vô Sài Gòn lâu chưa? Mấy chục năm rồi chứ. Mấy chục năm? Cô không có con cái gì hả? Cô cứ chạy xe vòng vòng Sài Gòn vậy đó. À, cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ đây? Ảnh có gửi cho cô anh này, anh không có nói tên mà cái tên ảnh khó nhớ lắm. Dạ, cổ lỗ màng, cổ lỗ vàng vậy đó. Tên ảnh là tên Màng hay tên Vàng vậy đó, con quên này. Dạ, ảnh nhờ con đi giao, cứ buổi trưa đi giao 3 phần cơm vậy đó. Coi có thấy trên đường thấy bà con nào ảnh dặn, ví dụ ở ngay trên đường Lý Tự Trọng có mấy trường hợp của cô ấy thì ghé. Dạ. Dạ. À, dạ. À, mấy bữa giờ dịch là nghỉ không có bán. Dạ. Cô giờ cô ở đâu? Ồ, cô quận 5 hả? Cô thuê nhà đó. Ồ trời ơi, thương ha. Dạ thôi con chào cô nha, con đi tiếp nha. Dạ, rồi thôi cô mua may mắn đắt nha. Rồi, sorry ngon quá. Dạ dạ.
À, để con chạy đi giao cơm chứ không kịp. Dạ, dạ anh chào cô. Rồi giờ mình đang rẽ qua khúc đường Lê Duẩn nha bà con. Và mình cũng đang ráng tìm kiếm một vị khách hàng mà không có đặt hàng trước. Chú ăn cơm chưa chú? Cơm hả? Dạ. Cơm ở đây có. Không còn chú ăn cơm chưa? Anh dạ, anh Coleman anh gửi biếu chú dạ. Với cơm anh mới review của chú á. Dạ. Dạ. À, anh review anh. Dạ, dạ. Rồi anh có gửi cho chú ít quà này nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Nghỉ mới ra. Dạ. Nghỉ mới ra. Nghỉ mới ra hả chú? Nghỉ bao lâu không? À nghỉ dịch đó hả? Nghỉ dịch đó. Dạ. Ủa cô đâu hôm bữa? Dạ. 21 ngày. 21 ngày. Trời ơi. Rồi sao sống? Dạ. Dạ anh gửi lời thăm cô chú nha. Dạ. À, anh nhờ con đi giao hàng cho cô chú thôi. Dạ. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là mình đã hoàn thành được 3 đơn trong 15 phút. Và 3 đơn này là hoàn toàn không có địa chỉ. Và phía sau mình là chính là cái xe bánh mì của cô chú mà mình nhớ là hôm Tết mình có quay á. Mà mình nhiều chắc có lẽ là mình đeo cái khẩu trang cho nên là như chú không nhìn ra mình. Và chú có tâm sự là nghỉ 21 ngày rồi, đuối quá trời đuối luôn. Với những người làm doanh nghiệp, với những người kinh doanh làm lớn đuối kiểu lớn, làm nhỏ đuối của nhỏ. Còn có những người mưu sinh bằng một cái xe bánh mì, mưu sinh bằng cuộc sống bên hè phố thì còn khổ nữa. À, mình rất là vui, mặc dù chú không nhận ra mình nhưng mà mình vui hơn bao giờ hết. Tại vì hôm nay mình đã nghĩ ra một ý tưởng để giúp đỡ thêm cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn. Một cái phần cơm trưa nó không có là cái gì hết, nhưng mà cũng ấm lòng chiến sĩ, và thêm một cái phong bì nhỏ nhỏ cũng hỗ trợ chút xíu ít nhiều cho bà con. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho series cơm tấm không địa chỉ, giao hàng không địa chỉ của Coleman nhé. Xin chào tạm biệt. Thank you.